Đấy. Dạ, anh đặt cái máy em trò chuyện với anh chút, đặt ngang như thế này nè. À ok, đang đang coi tin tức anh phát lên đó, khóc nữa, rớt nước mắt nữa, chảy nước mắt nữa. Coi lại khóc Này. lần nữa Thôi, anh tính rủ nói chuyện với em, với anh à, em đứng dạ. đi ra đây nghe anh chút xíu đi. Suốt đêm không có ngủ mà vẫn đi làm luôn. Dạ. Bây giờ mới về tới thôi, Dạ. cũng chưa có coi, nãy có ghé ngang có mấy người bạn quen cho biết tin vậy, người ta coi người ta nói khuôn mặt của em với ba em rất là giống. Dạ, Đó với thì anh Học nữa, anh Học cũng giống. dạ, tại vì anh Hồng quay xa quá không có đưa Dạ. sát vô, nhìn chỉ có À. nhìn có Dạ. biết được nhìn được cái miệng cái lỗ mũi thôi. Dạ. Và Dạ. thiệt thiệt anh biết ở trên cộng đồng là cô chú khi nghe được tin là ai cũng trông cho 9 giờ sáng này để mà coi trong cái diễn biến của câu chuyện nó như thế nào. Và Dạ. khi anh trò chuyện với ba anh á, thì em cũng hiểu được cái tâm lý của anh là do mình gặp được người thân mình nôn nóng quá, mình sốt sắng quá nên là mình cũng hỏi nhiều câu quá khiến cho dồn dập mà ba đôi khi ba trả lời không kịp. Và cái tâm lý thì em hiểu, không sao cả, đó là cái cảm xúc mà. Đấy. Và họ và thấy đôi bên trò chuyện mà thấy có những cái thông tin trùng khớp vậy là em cũng rất là mừng cho anh. Và theo quan điểm cá nhân của em thì đó đúng là ba của anh rồi, đó đúng là gia đình của Dạ. anh. Tuy nhiên thì là cái việc xét nghiệm ADN này kia thì mình cũng cần, nếu ví dụ như anh có nguyện vọng thì mình cũng cần cho nó đâu Không, đó. cái bây giờ có thể ngày mai em đi ra bác sĩ ở đây á, em hỏi cách lấy cái gì thì em cần cái người bên Việt Nam gửi qua đây cho em muốn thử ở bên này trước. Không, à mình vẫn từ gửi đây thử bệnh trước rồi xong rồi Thì xong thử rồi hai bên bên đó đó, lên. thử hai bên thì bên nào tới trước thì cứ thử thử đi. Thì tại vì đa số thì nói chung là bạn bè bây giờ người ta nói không biết cái nào thiệt cái nào giả, người giống người dữ lắm, thì em cũng làm theo Người ta giống như trong tâm nguyện với gia đình em với vợ dạ em đồng đồng lòng cho nó vui vẻ đôi bên, dạ chứ ví dụ dạ mà bên Việt Nam không bên đây thì người ta cũng vợ dạ em không có vui vẻ. ok, em rất là vô tư điều đó. Và thấy anh làm sao đó mà trong lòng anh vui là được, và thoải mái là được. Chỉ có một cái đó là cái mẫu từ Việt Nam gửi qua sợ nó hơi lâu thôi, còn cái việc mà gửi Không, từ bao lâu không không quan trọng, em chỉ cần khi mà xác nhận thì thực sự xác nhận đúng là cha con thì em biết là ba em già rồi, em phải sắp xếp gia đình của em dẫn mấy đứa cháu về luôn một lượt, rồi lúc mà em chuẩn bị về thì dù sao đấy em cũng báo cho anh biết cái cách của em đi về Việt Nam gì, anh có thể hướng dẫn em từ đó đi ra Huế như thế nào, đi bằng xe hay đi như kiểu nào, em muốn xuống máy bay là đi thẳng luôn ra tới ngoại luôn. Thì em biết là chương trình này anh sẽ điều khiển đi tới ngoài rồi, chương trình này anh phải dẫn dẫn em đi tới ngoài đó rồi em biết, thì tới chừng đó thì có gì anh em mình nói cái chuyện riêng á ở ngoài đó nó dễ hơn về về mặt chi phí đồ này kia thì để Cái đó thì không có lo đâu anh. yeah. Nói chung là về cái việc mà về Việt Nam đó thì em nghĩ là mình cứ bay thẳng về Sài Gòn, xong đó là từ Sài Gòn bay ra Huế vậy thôi. Thì đó thì tới chừng đó em sẽ hỏi anh cái sắp xếp cái kiểu nào đó để em cho mình đi nó thuận tiện hơn. Em biết là anh sẽ đi rồi đó mà anh đâu phải đi mình, anh sẽ đi có đoàn của Dạ anh không, nữa, phải không quay không. phim rồi nữa. Dạ không, đâu Anh có đi đoàn mình biết gì đâu, em đi mình em ạ. à? À một mình anh hả? Nếu một mình anh thì nó về quá dễ rồi. Rồi vậy Em đơn giản thì lắm. Không có rồi gì cũng phức tạp đâu. vậy. Tại vì mấy lần trước em coi mấy cái clip thấy anh đi rồi có người này người kia quay rồi tùm lum hết Không á, có, anh không tưởng có. là anh có một cái đoàn nào để đi phụ anh về về mặt mặt quay này kia rồi cách nít như này sao Dạ á không, người không kia anh đi ạ. anh phải rồi. Gọi là công công ty một mình em. Cũng công ty một À mình em. Ngắn cảm sao dễ xoay. cảm ơn anh vậy rồi anh có thể hỏi. Thì hồi nãy em có được trò chuyện với chị Sâm. Em cũng vừa trò chuyện với chị Sâm xong mới gọi cho anh á. Thì gia đình á thì mong á là mong anh về để đưa cái bàn thờ xuống. Bởi vì lâu nay ấy, thì là gia đình đã lập cái bàn thờ để thờ anh, và ở nhà cũng tính là đưa xuống, nhưng mà người thì biểu chờ anh về rồi phải cúng phải đây này kia thì phải mời thầy về cúng mới đưa cái bàn thờ đó Không, đó xuống theo được. em á, theo em thì như vậy nè, vốn là em đã nghe chị Sâm nói hôm qua má em cũng bỏ ra nhiều tiền đi coi thầy coi này kia, bây giờ nó đơn giản thôi, em chỉ nói với ba em á,
đốt nhang cho má em và nói bây giờ tôi kiếm lại được thằng con rồi, bây giờ tôi xin bà dẹp cái này xuống là được rồi, không cần các em về, cái đó không cần thầy thà gì hết á. Thật sự đối với em mà nói như vậy, em mình tự tin đó chứ. Nếu mà sự thật như vậy trên đời này nó đâu có người tin người không tin, thôi em thì em không có tin vậy thôi. Cái đó là quan niệm của từng người thì em cũng 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 không biết, thì quan tùy tùy gia đình thôi, nhưng mà nghe chị Sâm quan nói vậy thì em quan cũng nói lại. dạ, quan niệm của em là như vậy thôi. Em sẽ nói với ba em, có thể chị tối nay em nói chuyện với ba em là không cần nhiều, chỉ cần đốt nhang nói với má, nói với má em à bây giờ tôi tìm thằng con về cho bà rồi là xong rồi thôi, tôi xin phép bưng dẹp cái này xuống vậy thôi, không cần thiết mời thầy mời bà làm gì, vốn không có cũng như cũng giống như là ngày xưa bà cũng đã từng đi coi thầy, thầy kêu ở này nó chết bờ chết bụi rồi, tôi nó đói lắm phải lập bàn thờ đốt nhang cho nó ăn đi vậy thôi, có gì mà cuối cùng mình có chết đâu, cô dân dân đấy, đời nó là như vậy thôi, có tùy theo mỗi người có mỗi mỗi cái sở trường suy nghĩ khác nhau, còn em Và thì chẳng có quan trọng. em nghe chị Sâm nói đó là ngày xưa đó là anh cũng chậm lắm, giống kiểu là trẻ trẻ nó hơi gọi là tăng động hay cái gì đó, đại khái là nó không được cho thông minh giống như là những đứa trẻ khác. Mà nay thấy được anh như vậy là gia đình hết sức là mừng, bởi vì cứ nghĩ rằng là anh khờ khạo này kia lắm gì, chứ không có nghĩ là được như bây giờ đâu. Nghe chị Sâm chia sẻ như vậy đó, cho nên là gia đình rất là xúc động khi mà thấy anh khỏe mạnh trưởng thành và cũng khôn ngoan này kia, vậy là gia đình rất là mừng. Thì cái này có thể là đúng, tại vì ngày xưa má nuôi em cũng nói, tao hỏi mày cha mẹ mày đâu mày cũng không nói, mày không có làm gì hết á, mày cãi chửi mày nói, mà khi nào mày mày buồn á mày ra ngoài cái mấy chiếc xe hơi ở Sài Gòn nó có mấy chiếc xe hơi đó, xe hơi hư ở cái trong cái khu đó nó có xe hơi người ta đem tới sửa ra, đó chính là nằm ca ca tiếng Huế, mà bà nói mày ca hay lắm, mà có người ta nghe không có hiểu, mà tuy rằng không hiểu mà vẫn hay à, nó là như vậy, mà mày ca mà mày buồn mày mới ca, còn năn nỉ mày mày cũng không ca nữa. Khi nào Dạ tự dưng nhớ, tự dưng thích thì ca vậy thôi, chứ năn nỉ dạ khác là có thể không là hát. em cảm giác em nhớ tới má của em thì em mới hát được, còn không nhớ mấy má em thì em không bao giờ hát được. Thì hôm qua cũng vậy, hôm qua đang nói chuyện thì tự dưng anh cũng hát ngon lành rồi đó. Dạ đó là để có nghĩa là em muốn chứng tỏ là trong lòng của em lúc nào bài ca nó đi trong cái lòng của em, không biết tại sao mà đi vào lòng của em để em ca ra cho nó đỡ một cái sự mà hôm đó nè mình nén ở trong thân thể mình, giờ mình ca ra nhờ cái bài ca đó hoặc là vào cái kỷ niệm nào đó thì mình mới nhớ tìm lại được gia đình. Chính xác là người ta nói, hỏi anh em với 17 18 tuổi em mới biết viết cái tên của em, mà người hồi đó em đi ở với người ta không có cho mình ăn học, người ta chỉ lợi dụng sức khỏe mình thôi, em ở không phải một người mà nhiều người luôn, em có bốn bà má nuôi, mà bây giờ chết hết ba bà rồi còn một bà sống bên Mỹ á, bây giờ còn là cái bà nuôi em đầu tiên ở Sài Gòn á, bây giờ sống ở bên Mỹ Vậy anh à. ha. Dạ đình chị em mới hỏi tin tức của bà là em bao nhiêu tuổi vào năm nào rồi, rồi bà cho em biết rồi em mới nói má nhớ kỹ giùm con thêm một chút 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 nữa, thì bà nói tao nhớ hết rồi đó, em cũng có báo cho bà rồi, em cũng qua Mỹ chơi rồi có thăm bà luôn rồi. Và chị ơi, ở trên cộng đồng cũng như là chị Sâm đó cũng rất là khen ngợi chị, cũng như là nói là may mắn có được người em dâu lanh lợi, tuy rằng là anh Thành thì không có lanh lợi lắm, nhưng may được có cô em dâu lanh lợi. Và trên cộng đồng cũng có nhiều lời khen ngợi chị nha, chị vợ anh Thành, chị tên gì Dạ em? tin tin Dạ em cũng cảm ơn anh nha. yeah. Tin Chị tên gì á Thảo. chị ha? Dạ em tin Thảo. À chị Thảo. À, thật Dạ sự mà nói đó chị, là trong cái việc mà tìm kiếm người thân đó, thì cái người kề cận mình động viên và có những cái khích lệ, thì cái đó là cái mà hết sức là quan trọng. Cho nên là được cái sự mà động viên của chị để mà ảnh lên chương trình, ảnh tìm người thân và thấy chị cũng hoan nghênh và hồ hởi này kia, vậy là cũng rất là trân trọng cái điều đó. là gì, tại vì em nghĩ đơn giản thôi, thì em cũng có người thân thì em cũng muốn bên ông xã em thì cũng tìm lại gặp lại máu mủ thân nhân của mình để cho ảnh, cũng là cái thứ nhất là ảnh tội nguyện được cái ấp ủ của trong lòng ảnh bấy lâu nay ảnh ấm ức,
Dạ. ảnh kiểu như là ảnh không biết tại sao mà ảnh thất lạc, mà tại sao Ừ. không ai đi tìm kiếm ảnh đó. Dạ. Còn cái vụ mà tính đăng ký đây là anh Dĩ, em cũng hồi trước em cũng có hỏi qua bên chương trình gì, chương trình không hề có cuộc chia ly. Em có ảnh chính đó, chính ảnh có điện qua đó anh hỏi thì ảnh cũng nói cái trường hợp của ảnh như vậy đó. Ảnh không nhớ tên cha tên mẹ, cho nên ở bên đó từ chối, là nói trường hợp của anh như vậy là không có thể nào tìm được đó. Nhưng á ảnh có lên coi cái chương trình của anh, nhưng mà coi cũng như lúc nào anh rảnh anh coi phải, chứ anh không có theo dõi thường. Ảnh chỉ lướt qua cái chỗ nào mà có nội dung tự tự anh vậy á thì ảnh mới coi. Cái thứ nhất, cái thứ hai ảnh không biết làm sao để kết nối vô được gặp anh Dạ. đó, cho nên nó mới chậm lại hết 5 hay 5 nay đó. Dạ. Và coi như đến thời điểm này là cũng đủ duyên rồi đó. Thứ nhất là may cái người vợ biết chữ, anh Thành thì anh nó chậm thì đã đành, nhưng may chữ chị cũng rành về trong cái việc này. Và hơn nữa là em nghĩ là chắc là cũng đủ duyên vào thời điểm này thì gặp được. Chứ còn nếu ví dụ như đăng vài năm trước cũng không biết là chị Sâm có coi được hay không. Mà trong cái việc này đó thì thật sự chỉ có người trong gia đình mới nhận ra thôi. Chứ còn người ngoài thì người ta không nhận ra được, bởi vì đâu có tên đâu. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ anh tìm mẹ tên Hoa này, tên Hồng, tên hoặc là ba tên Nghĩa, tên Nam gì đó, thì hàng xóm người ta nghe được cái tên đó thì người ta tới người ta hỏi. Nhưng mà ở đây là anh không có nhớ tên ai cả, thì người ta cái có sống cái bên người ta cũng không biết. Vì vậy cho nên là chỉ có người trong gia đình phát hiện ra thôi à. Chứ còn người ngoài phát hiện ra không được. Thì may mắn ở đây đó là do chị Sâm cũng là thường theo dõi chương trình của em, nên là chị Sâm đã phát hiện ra, thì đó là một cái điều mà hết sức là may mắn. Em nhớ là bữa anh với phỏng vấn em bữa đó là chủ nhật, mà hôm qua là tới thứ ba, có nghĩa là chưa tới 3 ngày nữa, chưa tới 3 ngày, chưa tới 3 ngày đã được thành công rồi, đã được nói chuyện rồi. Mà em nghĩ đó, nếu ví dụ như chẳng hạn như là bên gia đình không có xem được vào thời điểm đó đó, thì có thể đôi khi nó trôi xuống, có những clip mới nó chồng lên, nên là có thể là nó trôi qua luôn là không có gặp được đâu. Nên là thật sự mà nói là để gặp được nhau trong cái tình huống thế này đó là đúng, thật sự là đủ duyên. Đủ duyên. Và À, cá đúng là cái duyên với là cái may mắn ừ của anh. dạ cái may mắn và cái tinh thần nó quan trọng lắm. Như anh thấy đó, anh canh cánh trong lòng bao nhiêu năm nay, anh cứ nghĩ là không biết bây giờ gia đình mình ở đâu, mẹ làm gì, cha làm gì, cha ở đâu, anh em ở đâu, rồi tại sao thất lạc, rồi những cái câu hỏi đó anh không có giải đáp đáp được. Nên nay gặp được gia đình là phải nói rằng là không có cái gì mà có thể mà so sánh, mà đánh đổi được, hay là để mà so bì được hết á. Gặp được gia đình là rất là may mắn, chúc mừng cho anh. Và em xin lỗi, em xin nói với anh chị về cái việc ADN. Thì thế này nè, do ở cái chỗ đó là cái người trong cái việc ADN đó, là hôm trước sau khi kết thúc cuộc trò chuyện thì bên gia đình của bên ba anh đó, bên chị Sâm đó, đã lấy tóc và móng tay của ba để gửi vào trung tâm và đã gửi ngay trong ngày hôm đó. Vì vậy cho nên đó, là người ta liên hệ với anh không được. Hôm qua giờ em nhắn cho anh trong cái nhóm nó cũng không có thấy trả lời. Vì vậy cho nên là em mới gọi để báo cho anh chị á. Thì cái này thì em tư vấn thôi, chứ không có mang tính là quyết định, không không bắt buộc. Nghĩa là thế này nè, theo em được biết, để mà xét nghiệm ở bên nước ngoài đó thì người ta gửi một cái kit ở từ bên nước ngoài về, cái ống á, ở bên nước ngoài về, để người ta lấy cái viêm mặt ở trong miệng hoặc là lấy cái nước miếng rồi lại gửi ngược trở lại ở bên nước ngoài. Có nghĩa là cái kit đó phải gửi từ nước ngoài về nha, Việt Nam không có. Thì mình gửi cái kit không từ ở bên nước ngoài về, rồi lấy nước miếng, lấy giác mạc gì đó, thì bắt đầu mới gửi qua bên nước ngoài. Thì có một quận đi và một quận về, thì nó rất là lâu, thậm chí là cả mấy tháng có. Còn mà xét nghiệm ở Việt Nam đó, thì tạm thời trước mắt thì người ta chỉ có xét nghiệm bằng tóc và móng tay, chỉ cần nhổ tóc và móng tay mình gửi về trong vòng khoảng 10 ngày là nó sẽ có. Đó, thì hiện tại thì người ba thì đã gửi vào Sài Gòn rồi, nhưng còn cái chờ cái mẫu của anh. Thì đây là em tư vấn thôi. Thì theo em thì như em nói hôm trước đó, là để xác định cái mối quan hệ trước mắt là chúng ta nên làm cái cách là gửi mẫu từ nước ngoài về, là nó nhanh chóng để xét nghiệm coi có đúng là gia đình hay không, để anh còn kịp thời về để gặp ba rồi làm những cái việc mà gọi là anh mong muốn đó. Còn nếu ví dụ như anh thấy thời gian nó thoải mái không sao cả, anh muốn về lúc nào cũng được, thì anh cứ làm theo cách của anh, là tới họ bác sĩ rồi gửi kit về Việt Nam, rồi Việt Nam lại lấy mẫu rồi lại
đưa ngược lại ở Mỹ thì cái chuyện à, ở Úc thì cái chuyện đó chuyện của anh, nhưng mà em thì em tư vấn là để nhanh chóng thì chỉ có cách là gửi về Việt Nam thôi, đó còn quyết định là cho anh chị không sao. Anh chị để em nói vậy nghe nè, cái vấn đề của em muốn làm bên đây là em để sau, cái vấn đề á, em theo lời tư vấn của anh là em sẽ làm ở bên Việt Nam trước, xong sau cái vấn đề của em muốn xác minh ở bên đây nữa là em làm sao nữa á. Dạ dạ nó không có, Thì không có, nó không không tại vì em muốn để cho chị chứng minh bên Việt Nam trước dạ đó, cho xong xuôi đi rồi ổn định rồi xong rồi em mới cái vụ em lấy bên đây em cần dạ ở mẫu bển để em làm bên đây là đúng làm sao, dạ mà tại vì cái cách em lấy đồ á để mà gửi đi em chưa có biết, em không có, em sợ không có làm không có chính xác anh biết không, dạ thì cho bởi nên vậy em cần dạ bởi vậy cho nên dạ là bởi vậy cho nên là hôm qua giờ cái người bên phụ trách bên ADN liên hệ với anh chị không được đó, thì hôm nay em mới báo cho anh chị như vậy. Thì sau đây á dạ kết thúc cái cuộc gọi này rồi, nếu anh chị quyết định mà thử tạm thời trước mắt như em nói ở Việt Nam đó, thì em sẽ liên hệ ở trong nhóm của cái người phụ trách đó, rồi họ sẽ hướng dẫn cho anh chị. Có thể là sau đây em gọi cho cái người đó trong nhóm này luôn, thì người ta sẽ tư vấn cho đó. Còn cái việc mà ví dụ như mà anh chị khi về Việt Nam rồi đó, thì nên mang theo một cái kit ADN từ từ bên đó về, một hai kit gì đó, là về lấy mẫu tóc và lấy mẫu giác mạc với lấy mẫu nước miếng này kia của ba hoặc là của em học của anh đó. Đó thì cái chuyện đó thì khi nào anh về anh tính sau. Nhưng mà em cũng nói lên cái quan điểm như thế này nè, anh làm thì em cũng rất là hoan nghênh, nhưng mình đừng có nghĩ rằng là làm ở Việt Nam không chất lượng này cái là không không có, và không an toàn là không có. Vì ở cái vấn đề đó, cá nhân em thì em không có nằm trong cái lĩnh vực đó, em chỉ là giới thiệu và có một cái trung tâm của người ta làm về cái việc đó thôi, chứ còn em thì em không biết. Và cái việc mà ví dụ chẳng hạn như như em nói hôm trước đó, từ trúng sang trật hoặc từ trật sang trúng là cái chuyện đó cũng nó không có xảy ra được, bởi vì là cái chỗ là người ta cái pháp lý rất cao mà chẳng có lý do động cơ gì để người ta phải làm cái điều đó cả. Trong một cái câu chuyện như thế này, người ta không có lý do gì để người ta làm cái điều đó cả đâu. Cho nên là anh chị yên tâm về cái Dạ. điều đó. Em hiểu ý của anh Vĩ, anh Vĩ khuyên thì em cũng hiểu ý anh Vĩ, nhưng mà kiểu như cái tánh của em hồi nào bây giờ em muốn làm cái việc đó là em phải làm cho bằng được đó, nhưng mà kiểu như em sẽ sắp xếp cái mà nào làm trước và cái nào em làm sau đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai á, tại vì em muốn ngày mai là em bữa nay em đi làm em bận quá em không có thời gian, cho nên á em cũng không có thời gian coi điện thoại luôn anh thấy á, rồi cái xong á là em tích em vợ chồng em là ngày mai sáng ngày mai em phải qua bác sĩ, em nhờ bác sĩ lấy những cái mẫu đó cho em để em gửi về bển trước để làm những cái đó, em muốn qua bác sĩ lấy móng tay hay lấy tóc như thế nào bác sĩ lấy giùm em, bác sĩ hướng dẫn cho em lấy luôn rồi em gửi về bển trước. Còn cái vấn đề của tụi em á thì em sẽ làm sao, em sẽ làm sao hay là hoặc em làm từ từ sau rồi chứ khi em ở bên bển nó có kết quả hay là gì á, tụi em á cũng còn phải sắp xếp, cũng như là tụi em còn phải sắp xếp vừa tiền nè rồi sắp xếp vừa công ăn việc làm đấy là đó, cho nên á em cũng đã dự định trước hết trơn rồi đó. Nhưng mà sorry anh thì tại vì hôm qua giờ ảnh khóc không à, chứ bằng anh lo anh báo tin với những người thân ảnh thân thuộc quen thân với ảnh rồi này kia không à, ảnh không có coi cái điện thoại luôn nữa, Mà có khi em coi em anh coi cũng anh cũng không hiểu. còn nữa em nói cái này cho anh Dĩ nghe, bữa anh gửi qua là có bốn chữ em đọc không được mà em đọc 5 lần mới hiểu. Anh kêu để cái máy điện thoại rồi em thấy nó chữ có chữ cao rồi chữ bằng chữ tâm rồi chữ 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 gì nữa Cao mà bằng em tầm nhớ ngực, đặt máy cao à bằng cao tầm ngực. thì cao bằng tầm ngực mà em đọc không hiểu, em nói cái chữ cao này em rành lắm rồi cái chữ tâm thì em cũng rành, có chữ bằng em không hiểu là bằng gì, rồi cái chữ ngực thì mình nói là cái ngực thôi mà tại sao anh nói cái gì cái ngực ở trong đây ta, thì đọc 5 lần mới hiểu được là anh kêu em để cái điện thoại cao bằng tầm ngực, Đúng là rồi. em vốn ngày xưa không có đi học, chỉ có cái anh kia anh tốt bụng với em, anh nói mày biết chữ không, nói không, nói tao dạy cho mày 24 chữ cái, rồi dạy 24 chữ cái xong rồi cái thuộc là ông nói bây giờ tao dạy mày rấp dần xong rồi bắt đầu ông mới nói bây giờ mày đi vô cái thư viện á, cái thư viện á cái thư viện là đúng rồi
trong đó có sách nhiều lắm, mày tự đọc đi, tự coi đi, Yeah. rồi tự coi rồi tự biết, rồi biết biết thì biết cho biết vậy thôi. Chứ thật Yeah. sự ở đây cả khi cả năm chưa cầm cái viết lên để viết một chữ Việt nữa, Yeah, tội rồi nghiệp. cái khi chữ Việt mình nhìn mình hiểu rồi, chính tả thì sai, sai thì khỏi nói luôn, chỉ đọc Dạ. bốn chữ của anh mà còn không đọc không ra mà Dạ, cái giống giống nghĩ giống hoàng giống như cái hôm trước chữ á, gì giống như hôm trước anh nói là người ta xem được kênh của em rồi người ta xúi anh lên dạ, đó. nói vậy nói, Người ta giới à. thiệu, người ta giới thiệu, ta không nói, anh nói người ta xúi. Ở đây người ta có dùng cái từ giới thiệu mà người ta À. kêu mày đi lên đăng ký đi hoặc là đi Ừ. lên kiếm tiếng Vĩ đi, đi tiếng Vĩ giúp mày đi, Dạ. có người tôi xúi mày đi hoài cũng đi mày, cũng có À. người nói vậy, tôi xuống À. mày đi đăng ký hoài mày không đi mày, thì có đôi khi mình lúc nói chuyện cái lời nói nó phát ra sau khi suy nghĩ mới phát ra, Ừ. thì người ta nói suy nghĩ trước mới phát ra, cái này là Dạ. mình phát ra mình mới suy nghĩ cả cái lời À. đó nó không đúng không ạ, nó không đúng cái câu văn vậy đó, đại khái như vậy Dạ. đó anh. Dạ. À. Rồi bây giờ thế này, thưa anh chị, là em cũng trao đổi chút xíu như vậy để anh chị hiểu. Thì bây giờ nếu anh chị mà quyết định theo cái hướng của em á, thì sau kết thúc cuộc này thì em sẽ thêm cái người phụ trách ADN, rồi em cũng gọi như thế này, rồi người ta sẽ hướng dẫn cho anh. Còn nếu ví dụ như mà anh chị không quyết định vậy thì anh chị cứ tự lo, không sao cả. Sao? Thôi mà mình theo người ta quyết định rồi mình gửi cái mẫu của mình về bển Ừ. đi. Thì đó chị ta Rồi. chỉ dẫn cho em. Rồi bây giờ Tuấn Vĩ xin nói sơ với em Hà là thế này, là anh Tài đây đó là hôm trước có kết nối với chị Sâm đó, và chị Sâm có lấy mẫu của ông bác ở ngoài Huế đó, thì cái mẫu đó là chị Dạ Sâm đã Hà. gửi rồi. Ừ, còn Dạ còn chị sao gửi cho em nhận được rồi ạ. ừ còn anh Thành đây đó là đang nghi ngờ là con của cái bác đó. À, vì vậy cho nên Dạ. là anh kết nối để cho em biết, và hiện tại anh Thành, vợ chồng anh Thành đang ở Úc. Dạ, Ừ. vâng ạ. Rồi, vậy bây giờ chị em, anh em nói chuyện với nhau nha. Túc Vĩ làm việc của Túc Vĩ thoát ra nha. Chào anh chị nha. Chào em Hà nha. Vâng. Dạ Dạ, vâng. dạ. Dạ, Dạ vâng. dạ. Dạ, Dạ bye bye. vâng.